Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể gửi hoặc là chia sẻ cái vị trí của mình cho người khác biết qua cái ứng dụng Zalo trên iPhone nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần cài đặt nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần quyền riêng tư và bảo mật. Ở đây thì các bạn sẽ vào cái phần dịch vụ định vị nhé. Và các bạn sẽ kéo lên cho mình, các bạn tìm đến cái ứng dụng Zalo nhé. Các bạn xem cái ứng dụng Zalo này của các bạn đã cấp quyền chưa nhé. Ví dụ ở đây của mình là chưa, là không đây, thì các bạn có thể chọn là hỏi sau khi tôi chia sẻ hoặc là khi dùng ứng dụng nhé, hoặc là luôn luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn là khi dùng ứng dụng này. Và mình sẽ quay trở lại nhé. Tiếp đến thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng Zalo của mình nhé. Đây, mình sẽ vào ứng dụng Zalo. Và các bạn sẽ tìm đến cái người bạn mà các bạn muốn chia sẻ vị trí cho họ biết nhé. Ví dụ ở đây thì mình muốn tìm một người bạn. Sẽ tìm kiếm này. Đây, mình muốn chia sẻ vị trí cho các bạn này nhé. Thì các bạn sẽ chọn ở cái phần tin nhắn này có cái dấu 3 chấm nhé. Thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dấu 3 chấm. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái ô là vị trí nhé. Đó, thì ở đây ví dụ các bạn muốn chia sẻ cái hành trình trực tiếp. Ví dụ các bạn muốn chia sẻ trực tiếp này, mình sẽ chọn trong vòng 15 phút. Ở đây thì họ có nói là để chia sẻ cái hành trình này thì vui lòng cho phép Zalo truy cập vị trí của bạn, chọn vị trí và bấm luôn luôn nhé. Thì mình sẽ mở cài đặt này. Đó, và mình sẽ vào cái phần vị trí nhé. Và đây thì mình sẽ chọn luôn luôn này. Mình sẽ quay trở lại này. Đó, thì giờ mình sẽ chọn lại chia sẻ cái hành trình trực tiếp nhé. Đó, thì khi các bạn chia sẻ cái hành trình trực tiếp này thì khi mình đi đâu thì bạn của các bạn sẽ biết là mình đang đi đến đó nhá. Mình sẽ quay trở lại này. Và các bạn nào mà muốn gửi vị trí của mình để cho các bạn hoặc ai đó biết thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần vị trí này. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là gửi vị trí hiện tại của bạn nhá. Và ở dưới đây là những cái điểm gần vị trí của mình đang đứng nhá. Thì các bạn có thể chọn một số cái những cái điểm mà nó nổi bật chẳng hạn để cho các bạn của bạn dễ tìm hơn. Và đây thì mình sẽ chọn là gửi vị trí hiện tại của mình nhé. Tức là mình đang ở đâu thì mình sẽ gửi cái vị trí ở đó luôn. Mình sẽ chọn gửi này. Đó, khi mình gửi cái vị trí này cho bạn của mình nhé. Thì khi bạn của mình vào trong cái mục bản đồ này thì sẽ biết cái vị trí của mình đang đứng nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể chia sẻ hoặc là gửi vị trí cho một ai đó ở trên cái ứng dụng Zalo nhé. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.